sao vậy nè. Nó nói là tại sao, tại sao bà xài nước mà không đóng tiền nước rồi ta. Nó sao nè, cậu nói nhỏ lên đi, tại sao cậu biết tôi xài mà tôi không đóng. Cậu xuống cậu không kêu tôi à, đến bà ngủ ngon đi cho bà ngủ. Cái đó cậu là vô lý vậy đó. Có nhà anh đây. Oh, say hi. Thank you.